Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và mọi sự an lành. Và sau bản tin chính, có một quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Hội trợ y tế và tin tức cộng đồng sẽ được mở vào sáng ngày thứ bảy cuối tuần này. Phần ăn trưa lunchable của trẻ em bị điều tra vì nhiều chì và sodium. Đang chờ băng qua đường, 7 học sinh ở La Habra, miền Nam California bị xe đụng. Ông O.J. Simpson, cựu danh thủ football, người từng được tha tội giết người, qua đời vì ung thư ở tuổi 76. Cựu sinh viên đại học Cornell nhận tội đe dọa người Do Thái. Los Angeles, miền Nam California bắt đầu dịch vụ taxi robot Waymo, sản phẩm xe tự lái của Google. Quận Los Angeles, xe đẩy bán hàng rong được khuyến khích. Long Beach, tặng xe bán hàng rong cho người muốn hành nghề. Tiền thêm gửi thư ở Hoa Kỳ có thể lại tăng. Cảnh sát điện Capitol thuê 3 công tố viên đặc biệt để điều tra hơn 8.000 lời đe dọa nhắm vào các thành viên quốc hội trong năm 2023. Thư nghị sĩ Rand Paul nói rằng 15 cơ quan được giới thiệu về dự án Vũ Hán đầy rủi ro, nhưng không cơ quan nào lên tiếng. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết 16 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã vào Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Biden. Tổng thống Joe Biden đang xem xét về việc kết thúc truy tố ông Julian Assange của Wikileaks. Nhật Bản sẽ tặng cho Hoa Kỳ 250 cây hoa anh đào biểu tượng cho tình bạn giữa hai quốc gia. Tin tức về giá vàng mới nhất của ngày hôm nay. Tòa án phán quyết một người đàn ông gốc Việt có tội vì đã lạm dụng và bắt cóc một người phụ nữ ở phía nam London. Truyền thông Israel đưa tin ông Netanyahu không được hỏi ý kiến về vụ tấn công giết ba người con trai của thủ lĩnh Hamas nga cảnh báo công dân của mình đừng du lịch đến các vùng lãnh thổ trung đông quốc hội Ukraine thông qua đầu luật gây tranh cãi nhằm gia tăng số lượng lính cần thiết khi chiến tranh kéo dài thủ tướng nam hàn và các phụ tá từ chức sau thất bại bầu cử trung quốc công bố lệnh trừng phạt đối với hai công ty hoa kỳ vì bán vũ khí và thiết bị quân sự cho đài loan Tân Việt Nam, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, buộc bồi thường 674.000 tỷ đồng là khoảng 27 tỷ đô la. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, hội chợ y tế và tin tức cộng đồng sẽ được mở vào sáng ngày thứ Bảy cuối tuần này giám sát viên Vicente Samiento của địa hạt 2 Orange County và phó thị trưởng Thái Việt Phan của Santa Ana sẽ tổ chức hỗ trợ y tế và tin tức giúp đỡ cho cộng đồng từ 9 giờ sáng tới 1 giờ trưa ngày thứ Bảy ngày 13 tháng 4 tại Trung học Valley High School 1801 South Greenville Street, Santa Ana, CA92704. Đây là thông cáo báo chí của hai vị dân cử cho biết. Hội chợ này ban đầu được dự định tổ chức tại công viên Centennial Park ở góc đường Edinger và Fairview. Tuy nhiên do trời mưa, hội chợ được dời qua trường học như trên và cũng gần công viên. Hội chợ bao gồm các dịch vụ khám tổng quát răng và mắt miễn phí, làm hồ sơ mới, gia hạn CalFresh và MediCal, phát thực phẩm cho đến khi phát hết và nhiều hơn thế nữa. Khi làm hồ sơ CalFresh, cư dân nên mang theo những giấy tờ sau, bản sao của ID hoặc bằng lái xe, bằng chứng về thu nhập và bằng chứng về tình trạng di trú đối với những người chưa có quốc tịch. Những giấy tờ không bắt buộc nhưng có thể sẽ giúp cho tăng số tiền trợ cấp của người sinh là bằng chứng trả tiền trợ cấp nuôi con nếu trên 60 tuổi hoặc bị khuyết tật, cần có bằng chứng về chi phí y tế. Đối với người sinh medical cần có những bằng chứng cư trú ở California, thu nhập của gia đình, từ tiền lương và trợ cấp và tình trạng khai thuế cho tất cả những người trong gia đình. Giấy tờ bổ sung có thể được yêu cầu nếu như người sinh là người cao niên, khiếm thị, khuyết tật hoặc đang nhận Medicare, Hội trợ được hai vị dân cử tổ chức với sự kết hợp của các tổ chức và cơ quan như Community Action Partnership Orange County, Sở xã hội Orange County, Cal Optima Health và một số tổ chức khác. Phần ăn trưa Lunchable của trẻ em bị điều tra vì nhiều chì và sodium. Một tổ chức giám sát những người tiêu dùng đưa ra cảnh báo vào ngày thứ ba, ngày 9 tháng 4. Consumer Reports (CR), tổ chức ủng hộ người tiêu dùng, đã tiến hành thí nghiệm 12 loại bánh của Lunchables mua tại cửa tiệm do Kraft Heinz sản xuất cùng với những phần ăn trưa và ăn nhẹ tương tự. Thì phát giác nồng độ chì và cadmium trong phần ăn của Lunchables là tương đối cao. Cadmium là một nguyên tố hóa học gây hại cho thận, xương và hệ thống hô hấp và được phân loại là chất gây ung thư ở người, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Ở trẻ em không có mức độ nhiễm trì nào là an toàn. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC đã lưu ý. Nồng độ sodium trong phần ăn của Lunchable dao động từ 460mg đến 740mg cho mỗi phần ăn. Gần một phần tư đến một nửa, giới hạn sodium được khuyến nghị hàng ngày cho trẻ em, CIA cho biết tất cả các phần ăn đều chứa phalas có hại trừ một phần ăn là không có đây là quả chất có trong nhựa dễ ảnh hưởng đến các vấn đề sinh sản gây bệnh tiểu đường và một số bệnh ung thư khi kiểm tra các phần ăn lunchable do các trường học thuộc chương trình ăn trưa trường học quốc gia phân bổ CR nhận thấy trong các phần ăn này vốn có nhiều thịt hơn có nồng độ sodium cao hơn so với các loại mua tại cửa hàng Phần ăn trưa trong trường học có gà tây và phô mai cheddar chứa 930 mg sodium, còn bánh pizza của Lunchable dành cho trường học có 700 mg sodium. Phát ngôn viên của Kraft Heinz cho biết sản phẩm của Lunchable cung cấp nguồn protein tốt và cung cấp chất dinh dưỡng từ thịt và phô mai. Chúng tôi áp dụng những phương pháp tân tiến để cải tiến thành phần dinh dưỡng trong thức ăn của Lunchable đồng thời chỉ ra rằng hàm lượng sodium trong bánh quy giòn đã giảm 26%. Tất cả các loại thức ăn của chúng tôi đều đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt mà chúng tôi sẵn sàng cho gia đình mình sử dụng. Chúng tôi tự hào về Lunchables và ủng hộ phẩm chất cũng như tính cách trong quá trình tạo ra phần ăn, người phát ngôn viên đã nói. CR đã đề trình một bản kiến nghị kêu gọi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA loại bỏ bộ thức ăn của Lunchable ra khỏi chương trình ăn trưa của trường học quốc gia. Bản kiến nghị có hơn 12.000 chữ ký tính cho tới tối ngày thứ ba. Lunchable không phải là phần ăn lành mạnh cho trẻ em và không nên được đưa vào thực đơn như một phần của chương trình ăn trưa trường học quốc gia. Brian Bronholm, giám đốc chính sách thực phẩm tại CR cho biết. Phát ngôn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết rằng họ rất nghiêm túc với trách nhiệm bảo đảm phần ăn trong trường học có phẩm chất dinh dưỡng tốt nhất. Các loại thức ăn của Lunchable được CR kiểm tra sẽ cần phải đi kèm với trái cây, rau và sữa, phát ngôn viên của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ lập luận. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ lưu ý rằng, có thể vào một ngày nào đó, một trường học phục vụ phần ăn có hàm lượng sodium cao hơn mức cho phép sẽ giảm hàm lượng sodium ở những món ăn khác và cho biết bộ nông nghiệp đang giúp đỡ các trường học nấu nhiều thức ăn tươi hơn là mua loại đóng gói sẵn đang chờ băng qua đường bảy học sinh ở la habra miền nam california bị xe đụng có ít nhất 7 học sinh bị xe đụng bị thương gần trường trung học Sonora High School ở La Habra trưa ngày thứ Tư ngày 10 tháng 4, giới chức loan báo, theo CBS News. Vụ tai nạn xảy ra ở ngã tư của đường North Palm với đường East La Habra khoảng 1 giờ 40 phút trưa, sở cứu hỏa Los Angeles cho hay. Nhóm học sinh đang đứng trên vỉa hè chờ băng qua đường thì hai chiếc xe hơi tông nhau ngay ngã tư. LACOFD cho biết cú tông mạnh đến mức một trong hai chiếc xe văng vào vỉa hè và đụng trúng nhóm học sinh, theo sở cảnh sát là Habra. Tài xế một trong hai chiếc xe cũng bị thương và cả tám nạn nhân được đưa đi bệnh viện gần đó. Tất cả nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, cảnh sát cho hay. Cảnh sát cho biết là họ tin rằng không có tài xế nào say rượu hoặc là ma túy, nhưng có lẽ có một chiếc xe đã vượt đèn đỏ rồi đụng chiếc xe kia. Video từ hiện trường cho thấy nhân viên cấp cứu đang điều trị và học sinh ngồi trên vỉa hè gần nơi chiếc xe bị đụng. Ông O.J. Simpson, cựu danh thủ football, người từng được tha tội giết người, qua đời vì ung thư ở tuổi 76. ABC News đã đưa tin ngày 10 tháng 4 cha chúng tôi là ông Orento James Simpson qua đời sau thời gian chống chọi với ung thư. Con cái cháu chắc có mặt bên ông. Trong thời gian này, gia đình mong quý vị tôn trọng quyền riêng tư và khoan dung. Gia đình Simpson đã ra thông báo cho hay. Vào tháng 5 năm 2023, ông Simpson đã đăng video trên Twitter tiết lộ rằng ông mới mắc bệnh ung thư và phải hóa trị nhiều thứ. Ông cho biết thêm, dường như tôi vượt qua được, nhưng ông không nói rõ bị ung thư gì. Ông có biệt danh là The Juice, từng lập kỷ lục lúc làm cầu thủ football ở đại học và chuyên nghiệp rồi trở nên nổi tiếng giàu có hơn nữa trong vai trò bình luận viên thể thao làm diễn viên và phát ngôn viên cho công ty đáng chú ý nhất là công ty cho thuê xe hơi Hertz. Vào ngày 12 tháng 6 năm 1994, người vợ cũ của ông, bà Nicole Brown Simpson và bạn Ron Goldman đã bị đâm chết giả mang bên ngoài nhà của bà Simpson trong khu Brentwood ở Los Angeles. Chỉ trong vài ngày, cảnh sát loan báo sẽ bắt ông Simpson liên quan đến vụ sát hại. Năm ngày sau vụ sát hại, 95 triệu người Mỹ đã xem truyền hình trực tiếp Cảnh sát rượt đuổi chiếc xe Ford Bronco màu trắng của ông Simpson xung quanh Los Angeles suốt khoảng 2 tiếng đồng hồ. Lúc đó thì người bạn thân của ông Simpson là ông Al Collins lái xe, còn ông Simpson ngồi ở ghế sau tay cầm súng và đe dọa tự tử. Cuối cùng ông Simpson đã đầu hàng cảnh sát và bị xét xử tội giết người. Vào tháng 10 năm 1995, sau 11 tháng, từ lúc chọn vào thẩm đoàn tới lúc kết tội, ông Simpson được tha bổng trong phiên tòa, được truyền hình trực tiếp mỗi ngày và gây xôn xao dư luận quốc tế. 12 năm sau, ông Simpson bị bắt lại hồi tháng 9 năm 2007 sau khi cầm đầu một nhóm xông vô khách sạn và sòng bài ở Las Vegas, chỉa súng và cướp những thứ mà ông cho là đồ thể thao lưu niệm của ông. Ông bị truy tố một loạt tòa đại hình gồm bắt cóc và dùng súng cướp của. Năm sau thì ông bị kết tội và bị kết án tới 33 năm tù. Ông được tạm tha vào ngày 1 tháng 10 năm 2017. Ông Simpson sống cùng với bốn người con, 55 tuổi, 53 tuổi, là con chung của người đầu tiên và hai đứa con 38 và 35 tuổi là con chung với bà Nicole Brown Simpson. Cựu sinh viên Đại học Cornell nhận tội đe dọa người Do Thái Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết một cựu sinh viên ở Đại học Cornell đã nhận tội đăng trực tuyến các tin tức đe dọa sinh viên Do Thái trong trường, bao gồm cả dọa giết và bạo lực, theo Reuters. Patrick Dye, 21 tuổi, bị buộc tội vào cuối năm ngoái vì thực hiện các hành vi đe dọa trên Internet đối với sinh viên Do Thái tại trường Ivy League ở Ithaca, New York, từ khi xảy ra cuộc chiến ở Gaza vào ngày 7 tháng 10 2023, các viên chức chính phủ Hoa Kỳ và các nhà hoạt động xã hội dân sự đã cảnh báo về các mối đe dọa đối với người Do Thái và người Ả Rập, gốc Do Thái ở Hoa Kỳ ngày càng gia tăng. Theo lời khai nhận tội, Dai đã thừa nhận rằng vào ngày 28 và 29 tháng 10 đã đăng những lời đe dọa đánh bom, đâm chém và hãm hiếp những người Do Thái trong một diễn đàn thảo luận trực tuyến dành cho cộng đồng sinh viên Đại học Cornell. Bộ Tư pháp cho biết những lời đe dọa của Đài đã gây ra sự hoảng loạn và sợ hãi lan rộng trong cộng đồng sinh viên do Thái ở trường đại học Cornell. Phiên xử tuyên án dự định sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 8. Đài sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù giam, phạt tiền lên đến 250.000 đô la, phải bồi thường cho những người bị hại và giám sát thêm tối đa 3 năm sau khi ra tù. Los Angeles, miền Nam California bắt đầu dịch vụ taxi robot Waymo, sản phẩm xe tự lái của Google. Vào ngày thứ tư ngày 10 tháng 4 là một ngày quan trọng đối với Waymo, sản phẩm xe tự lái của Google. hãng cho biết họ sẽ bổ sung Los Angeles vào danh sách các thành phố cung cấp dịch vụ taxi robot có trả phí. Công ty cũng cung cấp dịch vụ này ở San Francisco cho biết họ có hơn 50.000 người đang trong danh sách chờ. Waymo hãng đã cung cấp các chuyến đi robot taxi miễn phí cho một nhóm nhỏ người sử dụng ở Los Angeles kể từ đầu năm nay đã nhận được sự chấp thuận theo quy định đối với dịch vụ trả phí vào tháng trước. Với một ứng dụng tương tự như ứng dụng của xe Uber và Lyft, ngoài trừ tài xế con người, Waymo hiện đang vận hành tự lái của mình trong khu vực rộng 63 dặm vuông của Los Angeles từ Santa Monica đến trung tâm thành phố. Việc xe tự lái chạy trong Los Angeles đã bị phản đối mạnh mẽ bởi các nhóm công đoàn bao gồm liên đoàn Teamster, Rideshare, Driver United và sở giao thông vận tải của thành phố. Bữa nào lên Los Angeles lộc sẽ cho Loan đi uh, xe taxi tự lái của Waymo nha. Loan dám đi không? Chưa dám đâu. Mình chưa có đủ can đảm ngồi mà không, mình không có quen khi mà không có tài xế. Ừ. Từ từ coi mình có quen hay không. Nhưng mà ông Lan cũng đang tưởng tượng là mình lái và mình nhìn qua cái xe kế bên không có tài xế mà cái xe nó chạy. Thì mình thấy ghê ghê. Quận Los Angeles, xe đẩy bán hàng rong được khuyến khích. Long Beach tặng xe bán hàng rong cho người muốn hành nghề. Thành phố Long Beach đang chuẩn bị tặng xe đẩy miễn phí đạt tiêu chuẩn cho những người bán hàng rong hoạt động hợp pháp thành phố Long Beach phát triển giai đoạn thứ hai của chương trình hè phố để thành công nhằm khuyến khích những người bán hàng rong tuân thủ các quy định. Giai đoạn thứ hai sẽ cho phép 40 tiểu thương tuân thủ quy định có được xe bán hàng tự động miễn phí từ thành phố. Xe đẩy sẽ được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của thành phố. Cameron Cuddy, người thành lập doanh nghiệp Cafe Blanca Coffee Core của mình trong thời kỳ đại dịch cho biết, ông cho rằng chương trình này là một bước đi đúng hướng. Cuddy nói rằng, chúng tôi đã chuyển từ việc cấm bán hàng rong sang quy định về bán hàng rong và điều này rất quan trọng. Trong giai đoạn 1, chương trình sẽ chi trả phí giấy phép kinh doanh và giấy phép y tế trong năm đầu tiên hoạt động bán hàng tự động trên đường phố. Chi phí bảo hiểm không quá 450 đô la cũng được hoàn trả. Các quan chức Columbus đang nghiên cứu các chi tiết về cách thức hoạt động của chương trình tặng xe đẩy bán hàng rong. Thành phố sẽ có những chiếc xe đẩy này trong vài tháng tới. Tiền thêm gửi thư ở Hoa Kỳ có thể lại tăng. Bưu điện Hoa Kỳ đề trình một thông báo với các cơ quan quản lý vào ngày thứ Ba để tăng giá tem Forever hạng nhất lên 73 xu từ 68 xu. Nếu được chấp thuận, thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 14 tháng 7 năm 2024. Việc điều chỉnh được đề nghị sẽ làm tăng giá tem lên 7,8% và đánh dấu lần tăng thứ Bảy trong vòng 3 năm qua lần tăng gần đây nhất là vào tháng 1 năm nay khi giá tăng lên 68 xu so với mức 66 xu trước đó. Năm 2019, chi phí để gửi một lá thư là 50 xu. Cảnh sát điện Capitol thuê ba công tố viên đặc biệt để điều tra hơn 8.000 lời đe dọa nhắm vào các thành viên quốc hội trong năm 2023. Cảnh sát Điện Capido Hoa Kỳ USCP đã thuê ba công tố viên đặc biệt điều tra các mối đe dọa nhắm vào thành viên quốc hội và giúp truy tố các trường hợp đe dọa liên quan đến các thành viên của quốc hội. Cảnh sát Capido đã xác nhận với tờ báo The Hill vào ngày thứ Tư. Ba người luật sư được chọn, một người ở Washington, D.C., một người ở San Jose, California và một người ở Tampa, Florida vị trí đầu tiên được tạo vào năm 2022, trong khi hai vị trí còn lại được bổ sung vào năm 2023. Các công tố này sẽ không truy tố các vụ bạo loạn địa cabido vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Họ sẽ tư vấn cho Bộ Tư pháp trong quá trình truy tố các nghi phạm, đe dọa các nhà lập pháp. Việc thuê các công tố viên diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa chống lại các nhà lập pháp, nhân viên và gia đình của họ ngày càng gia tăng trong những năm qua Cảnh sát Capitol đã điều tra hơn 8.000 lời đe dọa nhắm vào các thành viên quốc hội vào năm 2023, tăng rất nhiều so với năm trước. Vào năm 2022, có khoảng 7.500 mối đe dọa. Cả hai năm vẫn còn thua năm 2021, khi có khoảng 9.600 mối đe dọa xảy ra. Thượng nghị sĩ Rand Paul nói rằng 15 cơ quan được giới thiệu về dự án Vũ Hán đầy rủi ro, nhưng không cơ quan nào lên tiếng. Theo các tài liệu, nhà khoa học Peter Daszak đã chào mời dự án này với luật quân Hoa Kỳ, Viện Y tế Quốc gia NIH, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và hàng chục cơ quan khác tại một hội nghị năm 2018 do Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tân Tiến, TARPA tổ chức. Theo một trang web của hội nghị này, các diễn giả tại hội nghị năm 2018 bao gồm các quan chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC và TARPA, trong đó có ông Jim Gimlet, người đã bác bỏ đề nghị này vào phút cuối. Việc TARPA nhận được một đề nghị cho dự án từ tổ chức bất vụ lợi EcoHealth Alliance của ông Daszak đã được một người tố cáo tiết lộ trước đó. Nhưng trước kia không ai biết rằng các cơ quan khác cũng có liên quan. Điều chúng tôi không biết là đề nghị đó không chỉ được đưa ra với DARPA mà còn được trình bày với 15 cơ quan khác nhau, tiến sĩ Paul đã nói với ký giả. Đề nghị này được đặt tên là Diffuse đã phát thảo các thí nghiệm có thể làm cho virus corona trở nên độc hại hơn bằng cách chèn một vị trí phân cắt furin đối với sự hiện diện trong COVID-19. Theo Tiến sĩ Paul, sau khi trình tự gen của COVID-19 được tiết lộ hồi tháng 1 năm 2020, cho thấy virus này có chứa một vị trí phân cắt furin thì các cơ quan lẽ ra phải đưa ra các cảnh báo. Ông cho biết, không ai trong số những cơ quan này, không ai có mặt tại cuộc họp đó, từng thông báo cho bất cứ người nào khác rằng mối nguy hiểm vì điều này đến từ phòng thí nghiệm Trung Quốc vì họ đang yêu cầu tiền để làm điều gì đó tương tự. Tiến sĩ Paul là thành viên cao cấp của Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Sự vụ Chính phủ và An ninh Nội địa của Thượng viện. Hầu hết các cơ quan Hoa Kỳ được thông báo đều không phúc đáp yêu cầu bình luận. 15 cơ quan gồm có NIH, Viện Di ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia NIAID, Bộ Y tế và Chịu vụ Nhân sinh, DARPA, USAID, Bộ Nông nghiệp, Bộ An ninh Nội địa, Hải quân Hoa Kỳ, CDC, Lục quân, Trợ lý Bộ trưởng, về chuẩn bị và ứng phó, Viện Nghiên cứu Y học về bệnh truyền nhiễm của lục quân Hoa Kỳ, Viện Thực phẩm và Nông nghiệp Quốc gia, Chương trình Nghiên cứu Y học, Hoạt động Quân sự, Cơ quan Y tế Quốc phòng, các phát ngôn viên của lục quân và CDC cho biết các cơ quan này đã nhận được thư của tiến sĩ Paul về những vấn đề này và họ sẽ phúc đáp ông. Họ không phủ nhận rằng các quan chức đã có mặt tại hội nghị vào năm 2018 đó. Các tài liệu mà chúng tôi thu thập được từ NIS cho thấy rằng từ năm 2016, NIAID của ông Fauci đã thông đồng với EcoHealth để vi phạm lệnh cấm tài trợ cho nghiên cứu, tăng chứng năng và tài trợ cho các phòng thí nghiệm trên động vật nguy hiểm tại phòng thí nghiệm Vũ Hán, để gia tăng cho virus corona ở dơi và cố tình tạo ra virus này dễ lây lan hơn và gây tử vong hơn cho con người. Ông Justin Goodman, phó chủ tịch cao cấp của cơ quan giám sát chính phủ White House Waste Project, đã nói, Giờ đây, nhờ quyết tâm kiên trì của Thượng nghị sĩ Paul, chúng ta biết được rằng ít nhất là từ năm 2018, các quan chức tại hơn hàng chục cơ quan chính phủ khác cũng biết rằng phòng thí nghiệm Rocky Mountain của ông Fauci, EcoHealth, phòng thí nghiệm động vật ở Vũ Hán và nhà nghiên cứu Ralph Baric đang tạo ra COVID và các cơ quan này không nói một lời nào cho đến ngày nay. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết 16 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã vào Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Biden. Vào ngày thứ Tư, ngày 10 tháng 4, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói rằng con số chính thức khoảng 9 triệu người được đưa ra thấp hơn tổng số người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức, và ông tin rằng con số thật sự là gần 16 triệu người. Ông Johnson đã đưa ra nhận xét này khi nói tại một cuộc họp báo ở tòa nhà Quốc hội ngày 10 tháng 4, trong đó ông công bố kế hoạch cho một cuộc bỏ phiếu diễn ra sau đó trong ngày về một nghị quyết lên án các chính sách biên giới mở của chính phủ tổng thống. Ông lưu ý rằng chính phủ đã thực hiện hơn 60 hành động hành pháp cụ thể và các hành động của các cơ quan để mở toàn biên giới và gửi thông điệp chào đón tới mọi người trên toàn thế giới, trong đó có cả tội phạm bạo lực và những kẻ khủng bố và những người ngoại quốc đến đây để gây thiệt hại cho chúng ta. Tại buổi họp báo ngày thứ tư, ông Johnson cho biết các con số chính thức đưa ra số lượng người nhập cư bất hợp pháp vào khoảng 9 triệu. Nhưng ông nói thêm rằng, tất cả chúng ta đều biết, tôi nghĩ qua trực giác rằng chúng ta hiểu rằng con số này còn cao hơn thế rất nhiều. Đồng thời, ông lưu ý rằng có hơn 340 người bị bắt khi cố gắng vượt biên bất hợp pháp, nghi ngờ là những kẻ khủng bố trong danh sách, theo dõi khủng bố của FBI. Trong 4 năm nhiệm kỳ của cựu tổng thống Donald Trump, tổng số người trong danh sách theo dõi khủng bố bị bắt khi cố gắng nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ giữa các cảng nhập cảnh lên tới 11 người. Ngược lại, cho đến nay, dưới thời tổng thống Biden, con số đó là 351 người. Con số đó cho thấy mức độ tăng khác thường 3.091% so với nhiệm kỳ của người tiền nhiệm. Đây là một tình huống tai hại, ông Johnson nói. Đó là một thảm họa do những lựa chọn chính sách có chủ ý gây ra. Một báo cáo từ cơ quan thực thi di trú và quan thuế Hoa Kỳ ICE cho năm tài khoá 2023 cho thấy sự gia tăng đáng kinh ngạc trong vài năm qua về số lượng người nhập cư bất hợp pháp theo danh sách không bị giam giữ, nghĩa là được thả vào các cộng đồng để chờ xét xử. Con số này đã tăng từ 4 triệu 7 trong năm 2022 lên 6 triệu 2 trong năm 2023, tăng hơn 30%. Để so sánh, số người nhập cư bất hợp pháp theo danh sách không bị giam giữ là 3 triệu 260 000 người trong năm 2020 và 3 triệu 600 000 người trong năm 2021. Để ứng phó với cuộc khủng hoảng biên giới và mối đe dọa an ninh quốc gia kèm theo đó, đảng Cộng hòa kêu gọi những biện pháp như chấm dứt chính sách bắt và thả, mở rộng việc trục xuất nhanh chóng, tiếp tục xây dựng bức tường biên giới và khôi phục chính sách ở lại Mexico. Tổng thống Joe Biden đang xem xét về việc kết thúc truy tố ông Julian Assange của WikiLeaks. Ngày 10 tháng 4, tổng thống Biden nói với các ký giả tại tòa Bạch ốc rằng ông đang xem xét việc chấm dứt truy tố ông Julian Assange và không cho biết thêm những tin tức chi tiết. Assange 52 tuổi đang phải đối mặt với cáo buộc ở Hoa Kỳ về các lập luận rằng ông đã giúp đỡ bất hợp pháp nhà phân tích Bradley Manning của lục quân Hoa Kỳ để lấy những tin tức mật và sau đó tiết lộ tin tức đó. Wikileaks đã xuất bản một kho tài liệu về quân đội Hoa Kỳ và Trung Đông, bao gồm một đoạn video cho thấy quân đội điều khiển các phi cơ không người lái bắn hạ một nhân viên Reuters và thường dân. Kho tài liệu này còn bao gồm danh tính của những người cung cấp tin tức. Hồi năm 2019, khi công bố thêm các cáo buộc ông O'son Bộ Tư pháp cho biết, các hành động của O'son đã gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ, vì lợi ích của địch thủ của chúng ta và khiến cho những người cung cấp tin không được bôi đen danh tính, gặp các nguy cơ nghiêm trọng và cận kề là tổn thương thân thể nghiêm trọng và hoặc bị giam giữ tùy tiện. Những người ủng hộ ông Mason cho rằng ông là một anh hùng chống giới quyền quy, lại bị đối xử tàn nhẫn vì vạch trần những hành vi sai trái của Hoa Kỳ. Ông Barry Pollack, một luật sư của Mason cho hay trong một lá thư, thật đáng khích lệ khi Tổng thống Biden đã xác nhận rằng Hoa Kỳ đang xem xét quỷ bỏ vụ kiện chống lại ông Julian Assange. Ba tuần trước đó, theo ông Pollack cho biết, nhóm pháp lý của Mason không nhận thấy có dấu hiệu nào cho thấy các cáo buộc của Hoa Kỳ chống lại ông Mason được giải quyết. Ông son là một công dân Úc đã bị giam giữ ở Vương quốc Anh từ năm 2019 vì vi phạm các điều kiện tại ngoại trong một vụ án khác do ẩn náo trong Đại sứ quán của Ecuador ở London trong nhiều năm. Hoa Kỳ đã cố gắng dẫn độ ông Orson. Các nhà chức trách Vương quốc Anh đã thông qua một lệnh dẫn độ vào năm 2022, nhưng một tòa án ở Vương quốc Anh đã ân xá tạm thời cho ông, phán quyết rằng ông Assange có thể kháng cáo lệnh dẫn độ trừ khi các quan chức Hoa Kỳ cam kết rằng ông sẽ không bị án tử hình. Nếu bị dẫn độ, Assange phải đối mặt với bản án lên tới 175 năm trong một nhà tù có mức an ninh tối đa. Nhật Bản sẽ tặng cho Hoa Kỳ 250 cây hoa anh đào, biểu tượng cho tình bạn giữa hai quốc gia. Năm 1912, Nhật Bản đã tặng Hoa Kỳ gần 3.000 cây hoa anh đào, góp phần biến hồ Tidal Basin thành một địa điểm nổi tiếng thu hút du khách. Những cây hoa anh đào rực rỡ mang ý nghĩa là biểu tượng của hòa bình và thiện chí giữa hai quốc gia. Hoa anh đào Sakura là biểu tượng quốc gia của Nhật Bản, người dân nơi đây vô cùng yêu quý và trân trọng. Loài hoa này không chỉ tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và vẻ đẹp tinh tế mà còn là biểu tượng của tính khiêm nhường, nhẫn nhịn, một đức tính đặc trưng của dân tộc Nhật Bản. Ngoài ra, việc Nhật Bản tặng hoa anh đào cho Hoa Kỳ còn có ý nghĩa thúc đẩy về ban giao văn hóa giữa hai quốc gia. Mỗi năm tại Washington DC tổ chức lễ hội hoa anh đào thu hút hàng triệu du khách đến tham dự. Lễ hội này là cơ hội của người dân của hai quốc gia tìm hiểu về văn hóa và phong tục tập quán của nhau. Tổng thống Joe Biden cho biết dự án sửa chữa bờ kè xung quanh hồ chứa nhân tạo rộng 107 mẫu Anh, khoảng 435 m vuông, giáp với đài tưởng niệm Jefferson sẽ được bắt đầu vào mùa hè năm nay. Do yêu cầu của dự án, một số cây cổ thụ bao gồm 160 cây anh đào sẽ được di dời. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao tặng và trồng mới hoa anh đào, Thủ tướng Kishida khẳng định những cây hoa anh đào dọc theo sông Potomac là biểu tượng của tình bạn giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Phát biểu tại buổi lễ, ông Kishida cho biết hơn 110 năm qua, những cây hoa anh đào do Nhật Bản trao tặng đã trở thành biểu tượng báo hiệu mùa xuân đến với Washington, D.C., giống như việc người dân địa phương trân trọng và bảo vệ những cây hoa anh đào này. Mối ban giao Nhật và Mỹ đã được vun đắp bởi sự yêu mến và trân trọng của người dân của hai quốc gia dành cho nhau. Thủ tướng Kishida khẳng định rằng tình bạn giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nảy nở và phát triển rực rỡ trên toàn thế giới, vung đắp bởi nền tảng tình bạn tôn trọng, tin cậy giữa hai quốc gia. Tôi tin tưởng rằng mối ban giao đồng minh Nhật và Mỹ bền chặt như cành hoa anh đào sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc và mạnh mẽ hơn nữa tại khu vực Ấm Độ Dương, Thái Bình Dương và trên mọi miền thế giới. Tổng thống Biden cho biết những hoa anh đào mới này sẽ được trồng gần đài tưởng niệm Martin Luther King. Tin tức về giá vàng mới nhất của ngày hôm nay Giá vàng hiện đang ở mức 2.365 đô la cho một ounce. Giá vàng đã bất ngờ giảm mạnh khi đang giao dịch ở giá 2.360 đô la vào đêm qua về sát mức 2.340 đô la một ounce. Giá vàng thế giới giảm sau khi Hoa Kỳ công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI vào tháng 3 tăng 3,5%, cao hơn so với dự đoán. Theo giới phân tích, dữ liệu CPI cho thấy lạm phát tại Hoa Kỳ nóng lên có thể khiến cho Cục Dự trữ Liên bang hoãn lại việc giảm lãi suất vào tháng 6. Trước những tin tức này, đồng đô la và lãi suất trái phiếu đã tăng giá mạnh. Vàng đã trở nên kép hấp dẫn hơn. Giá vàng giao ngay và trong tương lai đã giảm khoảng 0,5%. Ở những phiên giao dịch trước, giá vàng liên tục tăng, chiều hướng mua vàng miếng của các quốc gia với tốc độ chưa từng có đã tiếp lửa cho một cơn sốt giá vàng. Trong khi đó thì xung đột của Nga và Ukraine diễn ra, cùng với tình trạng bất ổn kéo dài ở Trung Đông đã thúc đẩy làn sóng tìm đến tài sản an toàn đó là vàng. Tòa án phán quyết một người đàn ông gốc Việt có tội vì đã lạm dụng và bắt cóc một người phụ nữ ở phía Nam London. Nam Nguyễn 26 tuổi đã giam giữ một người phụ nữ trong một căn nhà ở phía nam London, lạm dụng thể chất và tinh thần của cô. Nam Nguyễn không có địa chỉ cố định, đã kiểm soát cuộc sống của người phụ nữ này trong một khoảng thời gian 10 ngày. Giam cô trong một căn nhà ở Toast Hill, cô đã trốn thoát được sau khi nhảy khỏi cửa sổ rồi chạy tới nhà chăm sóc gần đó để được giúp đỡ. Người phụ nữ được phát hiện với nhiều vết thương trên mặt và trên cơ thể. Cảnh sát xác nhận cô bị cưỡng hiếp và tấn công liên tục. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra và Nguyễn được xác định là nghi phạm và bị bắt ngay sau đó. Nạn nhân đã nói rất lâu với cảnh sát về sự lạm dụng khủng khiếp mà cô phải đối mặt, bao gồm cả những vụ tấn công tàn ác. Một trong số đó khiến cô đã bị gãy xương sống. Cô cũng khai với cảnh sát rằng Nam Nguyễn đã kiểm soát tài chính của cô và ngăn cản cô rời khỏi căn nhà. Nam Nguyễn sẽ bị kêu án tại Tòa án Nội thành London vào ngày thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024 truyền thông israel đưa tin ông netanyahu không được hỏi ý kiến về vụ tấn công giết ba người con trai của thủ lĩnh hamas Hãng thông tấn Walla dẫn lời các quan chức cao cấp của Israel cho biết, cả ông Netanyahu và bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant đều không được thông báo trước về cuộc không kích do lực lượng phòng vệ Israel và cơ quan tình báo Shin kết hợp. Báo cáo cho biết, Ami Mohammad và Hazim Hanieh bị xem là chiến binh chứ không phải là con trai của thủ lĩnh Hamas. Ismail Hanieh là người gốc Shati, có 13 người con và đang sống lưu vong ở Kota Quân đội Israel chưa bình luận về tin tức bốn người cháu của Haniyeh cũng thiệt mạng. Đài truyền hình al Akhars của Hamas đưa tin về những cái chết vào ngày thứ Năm, lưu ý rằng cuộc không kích xảy ra gần trại tị nạn Shati ở thành phố Gaza, theo AP. Đài truyền hình al Asa đã phát sóng cảnh Hanaye đã cố tình nhận được tin về những cái chết khi đến thăm những người Palestine bị thương đã được chuyển đến bệnh viện ở Doha. Khi được báo tin qua điện thoại, Haniye gật đầu, cúi đầu nhìn xuống đất rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Việc sát hại người thân của Haniye đã gây thêm sự phức tạp cho các cuộc đàm phán nhằm bảo đảm ngừng giao tranh ở Gaza, để đổi lấy sự trao trả của 133 con tin Israel vẫn đang được cho là bị giam giữ trong khu vực bị bao vây. Nga cảnh báo công dân của mình đừng du lịch đến các vùng lãnh thổ Trung Đông. Quốc hội Ukraine thông qua đạo luật gây tranh cãi nhằm gia tăng số lượng lính cần thiết khi chiến tranh kéo dài. Quốc hội Ukraine đã thông qua đạo luật quy định cách mà Ukraine kêu gọi binh lính mới vào thời điểm Ukraine cần bổ sung lực lượng đã cạn kiệt, những người đang ngày càng gặp khó khăn để chống lại bước tiến của Nga đạo luật được thông qua trong lúc cuộc chiến đang căng thẳng tàn phá hạ tầng công cộng năng lượng của ukraine trong những tuần gần đây nhà chức trách cho biết các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và phi cơ không người lái trong đêm đã phá hủy hoàn toàn nhà máy nhiệt điện trabuscar trung tâm sản xuất điện lớn nhất ở khu vực thủ đô luật huy động quân lần đầu tiên sau khi cuộc phản công mùa hè của ukraine không đạt được thành tựu đáng kể vào năm ngoái và chính quyền nhận ra rằng ukraine sẽ phải chiến đấu lâu dài hơn luật đã được rút gọn so với hình thức ban đầu sẽ giúp dễ dàng xác định mọi người đàn ông đủ điều kiện nhập ngũ trong nước nơi nhiều người đã trốn tránh quân dịch bằng cách tránh tiếp xúc với chính quyền theo luật thì nam giới từ 18 tới 60 tuổi sẽ phải mang theo giấy tờ chứng minh họ đã ghi danh quân dịch với quân đội và xuất trình khi được yêu cầu. Osana Zapolota, nhà phân tích của nhóm giám sát Center for United Action cho biết, ngoài ra bất cứ người đàn ông nào nộp đơn xin làm việc cho chính phủ tại lãnh sự quán ở ngoại quốc cũng sẽ được ghi danh đi quân dịch. Luật cũng cung cấp những ưu đãi cho binh lính, chẳng hạn như tiền thưởng hoặc tiền mua nhà hoặc xe hơi, những đặc quyền mà Zapolona cho rằng Ukraine không thể mua được. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Kazarova vào hôm thứ Tư nói rằng cảnh báo công dân Nga không đi du lịch đến các vùng lãnh thổ Trung Đông được đưa ra vào tháng 10 năm 2023 vẫn được giữ nguyên vì sự an toàn trong khu vực vẫn không ổn định. Zakharova nói các khu vực như Lebanon, Israel và Palestine nên tránh làm điểm đến của các công dân trừ khi thực sự cần thiết. Về Jordan, bà nói rằng tình hình an ninh ở đó vẫn ổn định. Việc chuyển giao chiến sự từ giải Gaza sang lãnh thổ vương quốc dường như khó xảy ra vào thời điểm này. Trước đó được biết, hãng hàng không Lufthansa của Đức đã thông báo tạm dừng các chuyến bay đến thủ đô Tehran của Iran. Trong khi đó, Hoa Kỳ, Israel và giới truyền thông nói rằng một cuộc tấn công trả đũa của Iran nhắm vào Israel có thể xảy ra. Thủ tướng Nam Hàn và các phụ tá từ chức sau thất bại bầu cử Vào ngày thứ Năm ngày 10 tháng 4, Thủ tướng Nam Hàn và các giới chức cao cấp trong nội các đã xin từ chức sau khi đảng cầm quyền bảo thủ bị thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử quốc hội, dán một đòn mạnh vào Tổng thống Yoon Suk-yeol. Thông tấn xã AP đưa tin, Kết quả bầu cử vào ngày thứ tư cho thấy các lực lượng cấp tiến đối lập sẽ chính thức nắm quyền đầy đủ sau khi Tổng thống Dương kết thúc nhiệm kỳ của ông vào năm 2027. Viễn tưởng đó sẽ đẩy lùi chính sách đối nội của ông Dương và làm suy yếu quyền kiểm soát trong đảng của ông khi ông phải đối phó với các vấn đề có thể trái ngược của phe đối lập suốt thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của mình. Thủ tướng chính phủ Nam Hàn, Han Duck-soo là nhân vật số 2 sẽ lên cầm quyền nếu vị tổng thống không thể điều hành quốc gia. Tổng thống Yoon tuyên bố ông sẽ khiêm tốn tuân thủ lòng dân được biểu lộ qua kết quả cuộc bầu cử và ông sẽ chú tâm vào việc phát triển nền kinh tế của quốc gia và xem xét chính phủ, theo lời của văn phòng chính phủ tổng thống cho biết. Trong một cuộc họp báo riêng biệt, lãnh tụ đảng quyền lực quốc dân cầm quyền là Han Dong Hun nói rằng ông cũng xin từ chức để nhận trách nhiệm về việc đảng mình thất cử. Đảng quyền lực quốc dân của Tổng thống Yoon và các đảng liên kết dự đoán sẽ giành được 108 ghế trong quốc hội. Cho dù kết quả chính thức của cuộc bầu cử có ra sao đi nữa, thì vị Tổng thống đương nhiệm cũng sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm kỳ đã định của ông, với những trọng điểm trong chính sách đối ngoại của ông vẫn giữ nguyên như vậy. Tổng thống Yun đã mạnh mẽ thúc đẩy công việc cộng tác chặt chẽ với Hoa Kỳ và Nhật Bản trong tiến trình giải quyết các thách thức gai góc về an ninh và kinh tế. Nhưng ông đang phải đối phó với mức tính nhiệm thấp của người dân Nam Hàn, trong khi một quốc hội do phe cấp tiến kiểm soát trong những ngày tới lại càng giới hạn thêm phạm vi hoạt động của ông Yun cả trong và ngoài nước. Trung Quốc công bố lệnh trừng phạt đối với hai công ty Hoa Kỳ vì bán vũ khí và thiết bị quân sự cho Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày thứ Năm công bố các lệnh trừng phạt đối với các công ty Hoa Kỳ General Dynamics Aeronautical System Inc., là GAASI và General Dynamic Land System, GDLS, vì bán vũ khí và thiết bị quân sự cho Đài Loan. Hai hãng này sẽ bị phong tỏa tất cả tài sản có thể di chuyển được cũng như là bất động sản ở Trung Quốc. Đồng thời, những người đứng đầu cao cấp của họ sẽ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc. Các lệnh trừng phạt được đưa ra sau khi Trung Quốc một lần nữa cáo buộc Hoa Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc bằng cách can thiệp vào vấn đề của Đài Loan. Tên Việt Nam, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, buộc bồi thường 674.000 tỷ đồng là khoảng 27 tỷ đô la. Bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị kết án tử hình do bị ba cáo buộc tham mô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo tờ báo trong nước ngày 11 tháng 4, phán quyết đã được tuyên sau khi hội đồng xét xử, bị cáo Lan là người sở hữu thật sự và chi phối hơn 91,5% cổ phần của ngân hàng SCB, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo, điều hành tuyệt đối những hoạt động của SCB, cũng như toàn quyền tuyển chọn nhân sự tại nhà ban này. Hội đồng xét xử cho rằng không chấp nhận lời bào chữa của bà Lan, cũng như các luật sư về việc bà chỉ có 15% cổ phần, bao gồm của mình và hai người con gái. Theo kết luận của tòa, những người đứng tên trên 75% cổ phần tại SCB đều thừa nhận đứng tên dùm cho bà Trương Mỹ Lan. Cũng theo phán quyết của tòa án đăng trên một bài báo ở Việt Nam, bị cáo Đỗ Thị Nhàn cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh án chung thân do nhận hối lộ 5,2 triệu đô la của bà Lan để bỏ qua những sai phạm của SCB. Ba bị cáo khác cũng đã lãnh án chung thân là Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc của SCB, Đinh Văn Thành và Bùi Anh Dũng, đều là cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB. Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái của bà Trương Mỹ Lan, là Tổng Giám đốc Bất động sản Windsor, bị kết án 17 năm tù. Bị cáo Chu Lập Cơ, quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc, chồng bà Trương Mỹ Lan, là chủ tịch công ty Times Square, lãnh án 9 năm tù. Điều đáng lưu ý là có tổng cộng 10 bị cáo được trả tự do ngay tại tòa, trong đó hầu hết là các cán bộ của ngân hàng nhà nước. Số còn lại là thuộc cấp của bà Lan tại nhà băng SCB. Hồi giữa tháng 12 năm ngoái, người thân của bà Trương Mỹ Lan đã nợp 1.000 tỷ đồng là 41,2 triệu đô la tiền khắc phục hậu quả. Tiền khắc phục hậu quả được hiểu là tiền do thân nhân của bị can, bị cáo nộp để đổi lấy bản án nhẹ hơn so với mức đề nghị của Viện Kiểm sát khi tòa diễn ra. Bên cạnh bà Trương Mỹ Lan, cháu gái của bà là Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, cũng đã nộp 1.063 tỷ đồng là 43,7 triệu đô la cùng với 3.000 đô la. Ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan cũng đã nộp số tiền là 1 tỷ đồng là 41.194 đô la. Ngoài ra nhiều bị can khác trong vụ này cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả lên tới hàng triệu đô la. Trong số đó bà Đỗ Thị Nhàn đã nộp 4,8 triệu đô la và 10 cuốn sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng là 411.947 đô la. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. gửi hai bạn Loan Lộc Nhờ hai bạn Loan Lộc giúp đỡ đăng tin tìm người thân giúp cho gia đình của mình Tôi tên là Bùi Quang, hiện đang sống tại San Jose, California Muốn tìm anh là Bùi Dũng, sinh năm 1956 Có vợ tên là Hảo, quê vợ ở Rạch Giá, Hai anh em đã qua Mỹ năm 1979, sống ở San Jose, California. Sau đó anh Dũng lấy vợ và có sinh một đứa con gái tên là Maria Bùi. Gia đình anh Dũng lúc trước cũng sống ở San Jose, California. Một thời gian sau đó là mất liên lạc luôn cho tới nay. Anh em đã mất liên lạc nhau gần 20 năm. Nếu anh đọc được tin này, xin anh hãy liên lạc với em qua địa chỉ email quangbùik gmail.com hoặc số điện thoại 408 899 0090. Cảm ơn hai bạn Loan Lộc. Bà Lộc xin được nhắc lại, tìm anh là Bùi Dũng sinh năm 1956, có vợ tên là Hảo, quê vợ ở Rạch Giá. Hai anh em đã qua Mỹ vào năm 1979, sống ở San Jose, California. Sau đó anh Dũng lấy vợ và sinh con gái. Con gái tên là Maria Bùi, Gia đình của anh Dũng lúc trước cũng sống ở San Jose, một thời gian sau đó đã mất liên lạc. Cho đến nay, hai anh em đã mất liên lạc nhau gần 20 năm. Nếu anh Dũng nghe được tin nhắn này hoặc ai biết anh Dũng ở đâu, xin hãy liên lạc qua email quangbuik@gmail.com hoặc số điện thoại 408 899 0090. Bà Lộc và Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày hôm nay thì bắt đầu trời lại nóng lên rồi. Ờ, à ôi từ sau cái nhật thực á mình thấy tự nhiên thời tiết thay đổi trời nó nóng hẳn lên đúng rồi ừ. bị oi quá cái cổ mình nó bị khô nên lọc kinh nghiệm như lại muốn nhắc nhở quý vị nên uống nước nhiều nhiều nha quý vị dạ, nó rồi. khô làm cái cổ mình đau mà nó đau một cái là nó khó lắm Để nóng nhanh tiếng nữa nha không, không nghe lời, nói cũng nghe rõ được chữ luôn Lực bất tòng tâm Đúng rồi, thì khi muốn nói gì đó không nói được <laughs> Nhưng mà đúng là có một cái con virus Nó làm cho mình bị tắt tiếng Giống ừ. như Loan Lộc bị hồi uh, Sau Tết đâu quý vị nhớ ừ. không Hai đứa bị tắt tiếng luôn Sau đó thì Loan Lộc thấy có rất nhiều những người bạn của mình Cũng bị tắt tiếng giống y chang vậy luôn Đúng hả? rồi, <cười> ừ. <cười> ghê quá Cẩn thận là trên hết Dạ, uống nước nhiều vào, uống vitamin C nhiều nữa nha quý vị Rồi, kể chuyện vui đi Bảo Lộc một cái câu chuyện vui được sự giúp đỡ của chị Xin có một người thầy bói là bạn của chủ quán đi vô quán thấy quán vắng tanh không có khách mới gọi điện thoại cho người chủ alo tại sao mà cái quán mở nhạc không lời không vậy không lời sao mà có lời được buôn bán phải có lời chứ ừ ha cái người này mà nói ừ đúng rồi kêu tụi nhỏ đổi nhạc đi à, thôi được rồi để tôi kêu tụi nhỏ đó nó mở bài uh, chờ chi em ơi trời đất ơi bà chờ chi em ơi hả chờ chi đấu thu vô đâu toàn là chi ra không sao tiền vô được thôi <laughs> rồi, rồi để tôi kêu nó nó mở, mở nhạc khác mở bài uh, chờ đông thôi, hết nói nổi bài chờ đông quán đã ế đã vắng rồi chờ đông biết chừng nào nó mới đông <laughs> thầy bảo thầy bỏi này cũng có tâm hồn âm nhạc <laughs> giống một số quý vị khán giả mà yêu nhạc chiều ngày thứ bên chiều thứ sáu cũng đúng rồi <cười> <cười> như là những cái bài nhạc mà nó có ý nghĩa khác nữa chứ không phải là cái ý nghĩa chính xác của nó à, nhưng mà cũng hay hay ha hay chứ chờ Trời chi chờ chi? Ừ. chờ chi mà chờ thu cũng không được nữa đúng rồi ờ à, phải bài hát gì mà đang không thu chi. đang thu Bàn đang thu không chi có bài nào đang nữa không đâu? chi <laughs> bài nào giàu chẳng hạn gì Ừ. bài nào giàu <laughs> hay là bài tiền vô mai ừ. mốt đặt bài tiền vô bảo đảm quán nào cũng mở bài đó ừ, đúng rồi mốt lộc đặt viết đi bảo lộc ok nghe loan lộc loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của loan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại